Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì trong video hôm nay thì mời các anh chị cùng theo chân em Lệ để khám phá một căn hộ 2 phòng ngủ và có view trực diện biển tại tòa nhà Mường Thanh Khánh Hòa số 4 Trần Phú nhé. Thì các anh chị có thể thấy đây là hiện tại là Lệ đang ngồi trong cái không gian phòng khách của căn hộ của chúng ta đúng không? Thì căn hộ này vẫn còn khá là mới các anh chị. Hiện tại thì trước đây thì chủ chỉ vận hành cho thuê thôi chứ không có sử dụng. Vì vậy thì Lệ thấy là nó vẫn còn khá là mới và khá là đẹp luôn. Thì đầu tiên Lệ sẽ đi từ ngoài vào trong để review trực tiếp từ ngoài vào trong cho các anh chị có cái nhìn khái quát và tổng thể hơn ha. Đó. Các chị có thể thấy là đây là cái lối đi vào nhà của chúng ta ha. Cái lối hành lang thì khá là rộng và có đèn nè, có chuông báo cháy. Rất là hệ thống lắp đặt khá là đầy đủ trong cái không gian của căn hộ của chúng ta. Và đi vào thì cửa của chúng ta thì nó sẽ có là hai lớp nha các chị, một lớp cửa gỗ phía trong và một lớp cửa sắt ở phía ngoài này, nên khá là an toàn cho cái căn hộ của chúng ta luôn. Đầu tiên thì đi vào căn hộ của chúng ta, phía bên cái cửa thì có thiết kế một cái không gian tủ gỗ. Thì lại thấy cái tủ này thì các chị ở phía dưới chúng ta có thể là để giày dép, ở phía trên thì chúng ta có thể làm ngăn đựng sách báo ha, thì cũng khá là tối ưu cái diện tích. Và phía bên này thì sẽ là cái phòng ngủ đầu tiên của căn phòng các anh chị. Đó, phòng ngủ thì là thấy là được thiết kế khá là rộng cũng như là có đầy đủ ha, giường nè, hệ thống tủ quần áo nè, đèn bàn nè các anh chị, máy lạnh nè. Đó, và có cả cái bàn trang điểm nè các anh chị. Đó. Không gian thì không gian phòng đi vào thì khá là ấm cúng luôn các anh chị. Đó, hệ thống ngăn tủ khá là đầy đủ ha. Thì với cái phòng căn hộ 2 phòng ngủ như thế này thì cho thuê ngày thì giá dao động là sẽ tầm 700 đến 800 nghìn một ngày các chị. Còn nếu thuê tháng thì sẽ tầm 15 tới 18 triệu một tháng ha. Đó, thì với cái căn hộ này thì là thấy là tạo được cái dòng tiền khá là tốt luôn. Và tiếp nối thì sẽ là không gian của phòng khách các chị. Các anh chị có thể thấy là cái không gian phòng khách của chúng ta nó rất là rộng và rất là thoáng luôn á. Ở đây thì có một cái hệ thống sofa nè, nó tủ tivi nè, rất là khang trang ha. Thì là thấy là cái căn hộ này các anh chị mua để ở thì cũng khá là phù hợp, hoặc là mua để tạo được dòng tiền ha. Bởi vì 2 phòng ngủ thì với những cái gia đình trẻ thì cái căn hộ này cũng khá là phù hợp hiện đại, cũng như là nằm gần ngay trung tâm thành phố thì các anh chị có thể là di chuyển đi làm nó sẽ thuận tiện hơn. Đó, thì các anh chị có thể thấy là xung quanh không gian phòng của chúng ta thì được treo những cái bức tranh về hoa trái, nhìn nó khá là tươi mới luôn ha. Với cái chiếc đèn trần trong phòng khách thì là khá là ấn tượng các anh chị. Đó. Và tiếp nối phía không gian phía bên dưới này thì sẽ là không gian của phòng bếp ha. Phòng bếp thì được hiện tại là đã có đầy đủ hệ thống bếp từ nè các anh chị, lavabo nè, hệ thống máy khử mùi. Thì lại thấy là với cái căn phòng này thì các anh chị sẽ sợ là khi mà nấu ăn thì sẽ bị mùi đúng không? Thì hiện tại là đã có hệ thống khử mùi cũng như là gần với gian bếp của chúng ta thì có một cái cửa để giúp cho khi mà nấu ăn thì nó sẽ thoáng hơn ha, và mùi nó sẽ đi ra ngoài. Ở dưới này thì là máy giặt và tủ lạnh ha. Thì toàn bộ nội thất trong cái căn hộ này thì sẽ được để lại cho các anh chị hết ạ. Đó, và phía bên này thì sẽ là nhà vệ sinh thứ hai của căn phòng các anh chị. Đó. Đó, nhà vệ sinh. Đó, phía bên này thì sẽ là nhà vệ sinh nè. Nhà vệ sinh thì cũng đã có đầy đủ các thiết bị như là lavabo, vòi tắm. Để thấy là cái căn hộ này thì vẫn còn khá là mới để các anh chị có thể là đầu tư mua ở hoặc là để tạo được dòng tiền ha. Và cái không gian phòng ngủ thứ hai rất là đẹp luôn các anh chị, mời các anh chị cùng đi vào khám phá với Lệ ha. Đó, các anh chị có thể thấy là không gian phòng ngủ thứ hai này cảm giác là giống như một cái không gian mở rất là thoáng luôn á các anh chị. Đó. Đây đây là một chiếc view xịn sò từ cái căn phòng ngủ của chúng ta ha. Đó, căn phòng này thì lại thấy là rộng hơn phòng ngủ đầu tiên một xíu các anh chị. Hệ thống tủ nè, giường nè, bàn trang điểm nè, chỗ này thì để tivi ha, và một chiếc cửa kính view trực diện biển luôn các anh chị, rất là đẹp luôn. Đây Lệ sẽ quay
quay trực tiếp từ cái view biển này cho các anh chị cùng xem qua ha. Buổi sáng khi mà ngủ dậy nhìn thấy được view biển như thế này thì rất là tuyệt vời luôn á các anh chị. Nhìn rất là yên ắng và trong lành luôn ha. Và ở những cái ở vị trí này thì chỉ cần là 5 phút di chuyển thôi các chị thì các anh chị đã ra được tới phía dưới là công viên các anh chị. Phía trước công viên để chúng ta có thể là tập thể dục cũng như là đi tắm biển ha. Đó, phía dưới đây đó là chính là công viên các anh chị để các anh chị có thể là đi bộ tập thể dục nè. Đó, chỉ tầm 5 phút di chuyển thôi thì các anh chị đã đi ra tới biển rồi. Rất là tuyệt vời đúng không? Được sống ở một cái thành phố biển và ngay trước mặt biển thì là thấy là một điều khá là tuyệt vời luôn các anh chị. Và phía bên này thì sẽ là khu vực ở ban công để các anh chị có thể là vận dụng để phơi đồ hoặc là mở cửa để lấy được những cái ánh sáng tự nhiên đi vào căn phòng của chúng ta. Đó thì phía bên này là hướng đông nam các anh chị. Vì vậy thì gió cũng như là ánh sáng đi vào căn phòng của chúng ta nó rất là thoải mái luôn á, cũng như là sẽ không bị nắng nhiều các anh chị, bởi vì hướng đông nam là cái hướng mà nắng nhẹ và gió vào thì sẽ rất là mát luôn. Các anh chị có thể thấy là cái view từ ngôi nhà, từ cái căn phòng của chúng ta thì rất là tuyệt vời đúng không? Đó, và phía xa xa kia thì các chị có thể thấy được Vinpearl này các chị. Là sẽ zoom lên một xíu để các chị có thể thấy là Vinpearl ở phía đằng kia kìa. Rất là đẹp luôn. Và video trên thì Lệ đã giới thiệu với các chị một cái căn hộ 68 m², 2 phòng ngủ, và phòng ngủ thì có view trực diện biển rất là tuyệt vời luôn ha. Và với mức giá chủ đang mong muốn bán là 2 tỷ 180 cho căn hộ 2 phòng ngủ này ở tòa nhà Mường Thanh Khánh Hòa số 4 Trần Phú. Và nếu các chị mình quan tâm đến căn hộ này thì hãy gọi cho Lệ qua số điện thoại 039 338 2259 để được tư vấn chi tiết hơn nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các chị ở video sau.